Đâu vậy? Ây, nó sôi quá nhà ơi. Có chừng con là con dữ mà nó không hiện thân là làm sao? Cả nhà ơi, bây giờ mình thử chạy vô. Ê, ông ơi, tôi đâu có làm gì đâu. Dạ. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sanma TV cả nhà. Thưa mọi người thì hôm nay thì đáng lẽ là mình sẽ trở lại ngôi nhà của Việt Kiều để mà tiếp tục theo dõi cái vong hôm trước ở trong nhà đó. Thì hôm nay cả nhà, mình tại sao mà mình không trở lại ngôi nhà của vợ chồng Việt Kiều mà mình hôm nay mình lại đem đến miếu ông già. Thì ngôi nhà đó hiện tại bây giờ là mình không trở lại được nữa, là do gia chủ họ không biết vì nguyên nhân như thế nào mà mình đến thì cửa khóa. Và tại vì bình thường mình đến đó cả nhà là chủ nhà có cho mình một cái chìa khóa và mình có thể bất mình ta tin tưởng mình á, mình có thể ra vào bất cứ lúc nào. À, lúc nào mình cần đến thì mình sẽ đến vào giờ nào cũng được hết và mình tự mở cửa mình vào. Nhưng mà không biết nguyên nhân tại sao thì cái cửa nhà của vợ chồng Việt Kiều đã khóa lại một bằng cái ổ khóa khác và được thay ổ khóa khác, và mình liên hệ lại người anh chủ nhà thì không được nữa. Thì chắc có lẽ họ không muốn mình đến nữa mọi người. Mà mình nói chung mình đến mình quay về tâm linh ở trong ngôi nhà đó thì cũng đâu có phá phách hay hoặc là đụng chạm đồ đạc gì đâu, toàn là vong linh họ tự làm thôi. Mình chỉ là chủ yếu là mình đến mình quay về tâm linh và giúp đỡ những vong linh đó và giúp cho chủ nhà thôi. Nhưng mà chắc có lẽ là một thời gian khá dài mình cũng đi tới lui hoài và ngôi nhà thì mình chưa có giúp được hoàn toàn. Thì không biết vì nguyên nhân tại sao họ lại không cho mình đến quay nữa cả nhà. Thì chắc có lẽ đến đây vì sao á thì sẽ không trả lời nhà nữa. Và theo mình nghĩ chắc có lẽ là họ sợ mình quay nhiều quá về căn nhà và nhiều người đến quá. Thì nếu mà trong trường hợp mà có muốn bán đi hay hoặc là như thế nào đó thì lại khó khăn. Đó. Thì lý do đó chắc theo mình nghĩ lý do đó thôi chứ không lý do nào hết. Cái thứ hai nữa thì mình vẫn nhận lịch thỉnh phép của cô chú anh chị mình về vấn đề mà tâm linh như là bị vong theo rồi vong vào nhà này nọ rồi cái nhà muốn trấn yểm lại hay hoặc là mua bán hoặc là bán đất bán nhà nữa nha, thì mình vẫn nhận nha cô chú anh chị. Mình có thể liên hệ với số điện thoại trên màn hình của mình đó. Thì vấn đề đó mình cũng đã nêu ra cho nhà mình nắm ra ngay ở nhà Việt Kiều là không thể trở lại nữa nha đó. Và hôm nay trở lại của ông già thì cũng một khoảng thời gian rồi mình không trở ở đây thì cũng không biết là cái miếu ông già này hiện tại giờ có vong linh nào hay không. Thì bây giờ á thì thì mình sẽ đi mỗi một vòng cũng như những lần trước thôi và xem thử có linh hay không như cái nha. Thì mà mình nhắc nữa,
cái thằng mà giả danh mình đó mọi người, thì cái trang fanpage nó thì nó đã hẳn rồi, nhưng mà nó vẫn đi nhắn tin dạo cho người ta. Nó nói là nó bị công an phạt 10 triệu gì đó, và đang đi nhắn tin dạo cho những anh chị mà liên hệ với nó trước đó trên fanpage, và lúc đó chưa biết nó là giả danh để đi đi vòi vĩnh xin tiền người ta đó mọi người, giả danh mình xin tiền người ta đó. Thì mình cũng xin cảnh báo trên kênh của mình cũng như là tất cả mọi người, sau này mà bị nó lừa hay như thế nào đó thì mình hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Đó thì cô chú anh chị mình muốn liên hệ với mình á, thì có thể gọi số điện thoại trên màn hình trực tiếp đó. Ngoài ra đừng liên hệ bằng cách nào cả, cả nhà mình hãy gọi vào số đó hay hoặc là kết bạn Zalo ở số đó là 0393846455 đó. Đó thì đừng bao giờ mà ai mà nhận mình tên Minh Hoàng mà tên thường gọi, còn tên ở nhà là tên Tú đó, thì thằng Minh Hoàng nó lừa người ta bằng cách đó đó. Người ta hỏi ủa tại sao mà mày tên Tú mà tại sao mà trong tài khoản này lại tên Minh Hoàng, tên Nguyễn Đức Dũng, thì nó nói là tên thường gọi ở nhà là tên Tú như tên trong khai sinh đó, tên Minh tên Nguyễn Đức Dũng. Thì cô chú anh chị mình bởi vì rất là nhiều người bị nó lừa. Thì ok, thì hôm nay mình cũng sẽ quay xung quanh miếu và xem thử hôm nay có vấn đề gì không cả nhà. Thì giờ mời bà cô chú anh chị bạn cùng tôi đi vào trong nha. Đi thôi nha. Thì cả nhà ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển vào bên trong. À, để lên nét cái cây gì đâu mà cầm vậy. Coi hôm nay miếu ông già coi có vong linh nào không cả nhà. Thì miếu ông thì cả nhà biết rồi, thì hầu như vẫn vậy thôi chứ không có gì khác. Gì vậy? Mà có cái gì rớt cái nhà ở trên cây vậy, vậy để trong đó có con bướm này ta, cái này cái gì trắng trắng này cả nhà. Cho hỏi hiện tại ở đây có vong linh ở không á? Nếu mà có vong á thì xin hiện diện đi. Đi bập ra. Thì quý vị hiện tại giờ mình chưa thấy có cái vong linh nữa cho mọi người. Thì tiếng đậm quá trời. Đâu rồi? Ây da. Ê. Nó xô quá nhà ơi. Có chừng con là một dữ. Mà nó không hiện thân là làm sao? Thì hôm nay đến đây thì cũng hy vọng là giúp đỡ được các ông linh đối khổ ở đây. Thì nếu ông bà đây có khuất mặt ngoài đây có linh thiêng thì hiện thân cho con thấy nha, thì con sẽ giúp đỡ cho, cúng kiến gì ăn ha, ăn gì đó con cúng cho ha.
Cái gì? Bật hoài ta. Không thấy gì trên mọi người. Rõ ràng đó mà bị xô luôn á. Ê ê cái gì mà bay bay cập hoài mọi người. Ê kìa. Ngồi kìa. Ủa. Sao camera mình không thấy? Camera không thấy mọi người. Cái gì? Cái nhà đấy nha, ngay cái chỗ cái gốc cây có một con linh mặt áo đỏ và cái mặt nó ghê lắm mà thì tao mà trong camera nó thấy nè, chắc có lẽ nó không hiện thân đâu mọi người. Để mình đi lại và coi thử coi như thế nào ha. À thì xin chào Vông. Thì hôm nay đến đây thì cũng mong là Vông hiện 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 thân đi. Nếu mà cần giúp đỡ điều gì thì Vông có thể nói cho tôi biết và tôi sẽ cúng kiến cho ăn hoặc là đưa về chùa tu ha, được không? Không chịu cả nhà. Mình thì thấy nhưng mà cả nhà mà chắc có lẽ không thấy. Bây giờ Vông có thể hiện thân ra được hay không ạ? À? Bây giờ nếu mà Vong vui lòng á thì cho tôi chạm vào được không cả nhà? Bây giờ mình thử chạm vô. Ê Vong ơi, tôi đâu có làm gì đâu. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ây da. Rồi con đi mất tiêu rồi. Rõ ràng con Linh qua đây cả nhà. Mình định chạm vào và bông linh không có cho mình mọi người. Đâu ạ? Ây đau quá. Ở trong căn không thấy gì luôn trời. Biến mất tiêu rồi. Mô với Phật con cầu chư vị dân thẳng đây. Ở đây chặt đây thì hôm nay cô đến đây thì cũng hy vọng á là sẽ giúp được một vong linh nào đó ở đây. Đó thì con có muốn ý mạo phạm gì cả. Nếu vong linh ở đây mà có nghe được lời con nói á thì nếu mà không tiện hiện thân á thì chút nữa con sẽ cúng kiến và con hy vọng là vong linh ở đây cũng như là hiện thân ra hưởng được cúng của con nha. Thì cô chú anh chị ơi, chắc lẽ bây giờ mình phải cúng kiến. Tại vì mình thấy cái vong này họ không có chịu xuất hiện và rất là dữ. Ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng máy và đến miếu cúng miếu nhỏ đi. Để coi như thế nào nha mọi người, rồi họ hiện thân cái nhà thấy hay không nha. Thì cô chú anh chị ơi, bây giờ mình sẽ cúng kiến nha cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ con cúng ở miếng nhỏ này thì con có ít trái bánh trái cây ha. Con hy vọng ông bà ở đây nghe được cái tâm ý của con và đến dùng với con một miếng bánh với một miếng
với một ít nhang. Thì ông bà có cần con giúp điều gì con sẽ giúp. Dạ. Trời ơi, đốt nhang cũng không cho với mọi người. Bẻ tay quả chứ hơi bị liệt cái tay luôn quá. Đây là tấm lòng của con. Hy vọng ông bà đây nghe được rồi cho con đã hấp ba nén nhang này ha. Dạ gì nóng vậy? Thì cô chú anh chị ơi, chắc lẽ bây giờ mình sẽ đi ra bên ngoài. Cô chú giúp chị, cô chú anh chị mình lại xem coi thế nào nha mọi người.
xuống dưới trời. Cô chú anh chị ơi, mới vô đây mà nghe tiếng gì sạc sạc bên đó đó. Thì nãy giờ mình ra bên ngoài thì cũng thời gian cũng không được dài đó. Thì cô chú anh chị ở trong này xem thì không biết như thế nào, coi thử có điều gì bất thường không cả nhà. Cái tay mình điều khiển rồi, cái tay mình bị điều khiển rồi. Tôi chú chị chắc là đi về quá mọi người. Cảm ơn các nhà đã xem video rất nhiều nha. Nhiều quý với ký kênh thôi chỗ mình thì cái nhà đi về. Mong mình chắc giữ lắm mọi người. Chào cả nhà nha.